Bé Sữa ơi, Dạ. hồi nãy bé Sữa nhà bé Sữa khóc hả? Dạ đúng, đây con khóc là lớn luôn. Khóc làm sao đâu, khóc hả họng vậy luôn hả? Sao bé Sữa khóc? Hồi bữa Lâm hù con giống cái con sợ á. Sao nãy bé Sữa khóc vậy? Nãy con coi Quyên ngủ trong cái Lâm hù con mà con sợ đó. Mà nãy sao bé Sữa khóc? Nãy luôn, nãy Lâm hù nè. Mà sao nãy bé Sữa khóc? Tại con nhớ ba mẹ. Sao nhớ ba mẹ? Tại ba mẹ không kêu con đi chở anh hai đi bệnh viện đó. Thì anh hai bị nóng cho nên là cha với mẹ phải chở anh hai đi khám. Người thì đâu có chở Sữa theo được đâu. Đâu mình đâu vô bệnh viện được đông đâu. Cho nên cha mẹ đi khám anh hai rồi cha mẹ về liền đó. Nhưng cha mẹ đâu về đâu. Thì cha về, cha giờ cha mẹ về nè. Cha mẹ về với bé Sữa nè. Hồi nãy cha đâu về đâu. Thì cha mới về tới nè. Cha về với bé Sữa nè, cha sợ bé Sữa nhà bé Sữa khóc nè. Ủa nãy cha đúng rồi đâu. Nãy cha đi vô bệnh viện rồi cho khám cho anh hai xong rồi cha về nè. Vậy nãy cha có một kẹo cho con không? Nửa khuya một kẹo gì, ăn kẹo rụng răng luôn. Không, kẹo cây sẽ kẹo không. Ở vô tủ lạnh nhưng mà con lấy ra con gì nội, con phe nội. Cái này là dành cho nội. Dành cho nội hả? Uh-huh. Thiệt không? Thiệt. Mới giờ nội đây mà cũng nhớ nội nữa hả? Nhớ nội nhiều không? Hả? Cái này để dành cho ông bà nội. Vậy hả? Mới về ông bà nội mà nhớ ông bà nội nữa hả? Hả? Mà con cha hồi nãy cha có mua nhiều kẹo không? Cho mọi người không? Vậy là bé Sữa nhớ kẹo chứ đâu nhớ cha mẹ đâu. Đúng không? Không, con nhớ kẹo với ba mẹ với ông nội. Nhớ kẹo mà, không có nhớ cha mẹ đâu. Cha mẹ dẫn anh hai đi khám bệnh. Anh hai bị nóng á, bị sốt siêu vi á, cho phải dẫn anh hai đi khám bệnh, đúng không? Đâu, thì bé Sữa mà Sữa nhà bé Sữa phải ngoan chứ. Anh hai có nóng không? Nóng không? Đừng lấy ăn. Thôi, được rồi, mẹ làm được rồi. Mẹ đi con lấy ăn đi con đó. Cho anh hai tốt rồi. Mẹ làm rồi, thôi đến nay ngủ con. Mẹ làm rồi, thôi bé uống thuốc. Con làm vô lạnh, hay lạnh cho anh hai giật mình đó. Đúng rồi, sáng lão này. Lấy thằng mẹ nhúng ngâm ấm cho em. Con lên luôn. Lên đâu vậy? Lên bỏ mẹ rồi. Lên ngủ cha bỏ mẹ luôn hả? Bé Sữa lên ngủ cha bỏ mẹ luôn hả? Cha với mẹ với anh hai ngủ dưới đây con ngủ trên. Một mình luôn hả? Dám ngủ không? Ôi trái thơm của tôi ơi. Dám ngủ không? Mẹ ơi, em nó giận rồi, em nó buồn rồi kìa. Giờ sao? Buồn mẹ rồi. À, buồn mẹ chứ không có buồn cha. Không buồn cha. Không có buồn cha ha. Sao vậy? Gái buồn mẹ rồi. Con ta buồn kìa, mẹ lên mẹ con ta buồn kìa. Mẹ đứng lên. Đó rồi, không cho mẹ lên luôn. Buồn nhiều lắm, hồi nãy đi không nói người ta tiếng nào hết trơn. Người ta nhớ quá trời, người ta khóc. Mình về không mua kẹo cho người ta luôn. Bây giờ người ta muốn đắp khăn cho anh hai mà không cho luôn. Rồi người ta lên đây người ta ngủ luôn rồi. Buồn lắm rồi nè. Đó, bà cô chú anh chị xem thấy vậy là biết buồn lắm rồi, phải đúng không hả? Đó, nhìn cái mặt buồn rồi. Cười cái nha. Buồn mẹ luôn rồi, mẹ đánh ra đi. Buồn mẹ lắm á. Con hôm nay con nóng lắm á. Hôm nay con nóng tính lắm á. Thôi đừng sao nóng. Vậy tại mẹ nói anh hai ngủ rồi con mà chúc con bị bệnh á. Xin chúc con bị bệnh lắm á. Không có, cái Sữa lên đi ngủ với cha, mẹ ngủ với anh hai. Thấy cực không, khuya lắc khuya lơ mà cho chở anh hai đi khám bệnh không, chở mẹ đi khám bệnh không, chịu anh hai tươi tươi sao vậy anh hai, hơi xìu xìu
Làm gì vậy? Bị hông rồi. Thôi bà, mẹ đi ra đi. Con đã bị bệnh nãy con hông rồi. Coi coi mẹ, con có giận mà. Giờ con không đi xuống được. Con nãy con bị bệnh rồi. Nãy con yên nhưng mà con thấy cảm của hơi. Xuống cái con bị bệnh rồi. Không có chờm chờm ra nguy hiểm không mà cô chú chị lo. Mẹ ơi, nãy con chơi chút tiền không? Không có chờm nha. Nãy con chơi. Ha, mẹ dừng lại. Mẹ dưới đi, em không muốn mẹ lên. Mẹ ơi mẹ, nãy con chơi chút tiền không cái con mệt mỏi con thấy nóng không cái con bị ho, con bị bệnh đó. Mẹ có hiểu không? Hỏi ghê. Thôi không giờ bảo. Là em với con đang bị bệnh à? Biết rồi, sau này mẹ chăm sóc mình thôi. Căng anh, căng anh. Mai mẹ đi làm với cha đi làm. Con mà mẹ không có ai lo cho con. Có chứ, mẹ lo chứ, bà ngoại lo. Mẹ đi lo cho con, mẹ lo lắm. Có ông bà của chú anh chị lo nè. Mà cô chú chị thương bé sữa nè, đúng không? Có nhiều ông bà cô chú chị thương bé sữa lắm nè. Mà bé sữa buồn gì? Có ai được như bé sữa đâu. Nè mẹ, nãy con ghi hôm bữa con ra ngoài đường không cái áo con dơ rồi. Xong cái con chơi thống tiệm. Xong cái con mệt mỏi. Xong cái con bị cảm và sốt rồi nên con mới bị bệnh đó. Vậy giờ lấy thuốc cho em uống nha. Thuốc gì đó, màu đen. Trời ơi, mẹ lấy cho em uống miếng đi mẹ. Thôi. Mẹ đâu chị. Cái gì siêu nào uống siêu màu đen, uống gì uống siêu. Thôi con muốn. Bé sữa khỏe mạnh mà. Đã uống rồi nè. Hồi bữa con mới vừa uống rồi. Đâu sữa, bữa sữa ho lại cho mẹ nghe coi. Ho sao vậy? Hả? Sữa ơi. Bé sữa à. Bé sữa mẹ giận mẹ gì dữ vậy? Sao bé sữa giấu cái mặt luôn rồi? Hả? Bữa nay tóc nhiều quên nè. Sữa ơi. Thôi. Mẹ thương bé sữa mà. Mẹ nãy con mệt lắm á. Sao vậy? Con bị ho, con cảm á. Không ở đây ngủ với cha hả? Bé sữa ngủ rồi mẹ Ngọc ơi. Ngủ ngoan lắm. Ngủ rồi nè. Mới đây nằm ngủ luôn. Thường lắm. Ngủ ngoan vô ở nhà ngoan lắm à. Kìa. Kìa người ta giận rồi kìa. Về sao mẹ Ngọc? Ngủ với mẹ đi. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ chăm sóc con, mẹ thương con. Sao? Xuống đây được không? Giờ sao ta? Rồi, ta giận rồi. Mẹ giống muốn sao? Mẹ tránh ra con đang bị bệnh. Mẹ xuống đây mẹ ơn con, chăm sóc cho con. Ta xuống đây kia. Ta xuống kia con đang bị bệnh. Thì có cho mẹ mình hả? Đừng có chầm chào quá đó. Nguy hiểm. Ông bà cô chú anh chị nhìn thấy gì cũng lo. Thấy cái này thấp cũng lo nhưng mà mấy đứa nó cũng lớn rồi. Cho nên Phương Dừa bà xã Phương Dừa cũng la hoài. Không được lên gần. Ủa sao hát hồi quá mà. Hả? Hát hồi kìa. Hát bài gì mà? Trong cái quả hình đó. Ủa đâu có hát gì đâu. Ủa nghe mới nghe hát đó đàn nào.
Bé sữa không xuống ngủ với bé sữa canh anh hai hả? Thôi bé sữa ngủ trên đây đi. Ha. Con ngủ nha. Con nghỉ đi. Con đang bị bệnh đắng kìa. Con nên bị ơn. Mày biết rồi, mình xuống đây mày làm được ơn, mày chăm sóc cho con ngủ nè. Mày khác này dùng con đi. Đứng lên mày khác cho. Không, con không còn. Sao vậy? Đừng có sướt nữa, đau. Nãy khóc nhiều lắm hả? Nãy không sao đâu. Nãy mẹ về mẹ thấy làm chân nhỏ với bà ngoại mà còn nhiều à. Khóc sao đâu? Bé sữa không sao đâu. Ba chú bắp. Hả? Ba chú bắp chú ba. Bé sữa không sao. Hả? Sao bé sữa không? Sữa ơi. Bé sữa mà khóc là ông bà con chú anh chị giận cha mẹ luôn á. Để cho bé sữa khóc quá. Đúng không? Hả? Sữa ơi. Không sao nói chuyện với mẹ. Sữa ơi, đừng có xuống chân con đau quá, xuống đây với mẹ nè. Mẹ thương, nãy nghe mẹ. Mẹ vội đi, nó mẹ không có báo con. Đi kiếm mẹ. Mẹ đi nha, khi nào con hết bệnh đi. Con nằm trên đó luôn hả? Con nằm trên đó. Con nằm trên đó, xuống rồi con xuống. Xíu xuống hả? Như vậy nằm đây ngủ luôn hả? Xíu rồi con xuống. Xuống hả không? Giờ đi xuống. Nếu mà kìa. Dạ bộ. Diễn mệt mệt. Con đi xuống. Mệt mỏi quá. Con đang bị bệnh đó kìa. Bệnh gì? Lấy cái gấu này kìa. Lấy lên. Được rồi. Làm gì cũng ngăn nắp gọn gàng chứ. Tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ đi ra đi con. Con đang bị bệnh sốt quá. Không có. Con đang con. Làm gì vậy? Đi lên đây làm nè sớ ơi. Thôi ngủ ha, cha con ngủ. Nên cho con thức canh. Để con làm dấu chân. Nhìn cái nè, dấu chân khai nè. Rồi. Rồi thôi chào tạm biệt bà cô chú anh chị nè. Anh hai bệnh nên ngủ sớm rồi. Chào tạm biệt nè. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt ông bà chú chú. Dạ. Gặp lại quý bà cô chú anh chị trong một video theo ạ. Cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi video của Phương Diệu con. Bình thường là bệnh gì? Bình sao? Không bị bệnh bình thường á. Dạ chào tạm biệt ạ. Cuối cùng ôm mèo. Hai chưa ngủ anh hai. Mời mẹ đưa anh hai lên lên ngủ với cha nha. Xíu nữa con ngủ với mẹ nha. Ờ thì con ngủ với mẹ. Đến chào tạm biệt nè. Chào tạm biệt bà cô chú. Cảm ơn mẹ chị chứ. Em con.